Đây là dấu hiệu khi đàn bà thiếu hơi đàn ông, đừng bỏ qua điều này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ là phái đẹp, luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông bên cạnh. Khi thiếu hơi đàn ông, phụ nữ sẽ có những biểu hiện khác thường, có thể là về mặt tâm sinh lý, sức khỏe, thậm chí là cả ngoại hình. Vậy những dấu hiệu phụ nữ thiếu hơi đàn ông là gì? Ở góc độ phát triển tâm sinh lý, sự tồn tại của hormone sẽ khiến mỗi người đều có bản năng sinh lý khác nhau, khiến phụ nữ bị hấp dẫn bởi đàn ông và ngược lại là đàn ông cũng bị hấp dẫn bởi phụ nữ. Những nhu cầu sinh lý ở hai giới là khác nhau và nó khác nhau ở cả những cá nhân cùng giới với nhau. Tức là nhu cầu của hai người phụ nữ cùng hoàn cảnh, cùng tuổi tác, cùng trình độ học vấn chưa chắc đã giống nhau. Có người ham muốn nhiều, có người ham muốn ít, thậm chí có người không có ham muốn. Tuy nhiên, dù không giống nhau về nhu cầu, nhưng nếu một phụ nữ không được đáp ứng đầy đủ ham muốn bên trong, thì họ lại có những dấu hiệu giống nhau ở bên ngoài. Và trong video ngày hôm nay, Hãy Sống Khác sẽ chia sẻ cho quý vị những dấu hiệu để nhận biết một người phụ nữ đang đói khát về sinh lý, hay nói cách khác là họ đang rất cần sự quan tâm đến từ người đàn ông quý vị nhé. Dấu hiệu thứ nhất, người phụ nữ thường xuyên bị mất ngủ. Các bạn thân mến, việc quan hệ tình dục thường xuyên sẽ làm thúc đẩy chất lượng giấc ngủ và bình thường hóa hệ thống thần kinh. Như vậy, nếu phụ nữ lâu ngày thiếu vắng đàn ông và đói khát chuyện ấy, sẽ gây ra sự cáu kỉnh, bất mãn và không hài lòng. Sau khi quan hệ chăn gối, thì cả nam giới và phụ nữ đều sản sinh ra các hormone tạo ra cảm giác dễ chịu. Những hormone này có khả năng thư giãn và thúc đẩy giấc ngủ, đặc biệt là oxytocin, mang lại hạnh phúc và endorphin, khiến bạn muốn ngủ và ngủ ngon hơn bình thường. Trong cuộc sống hôn nhân, nếu người đàn ông chịu khó quan sát thì sẽ thấy điều này. Khi người phụ nữ ở trong thời gian kiêng khem kéo dài, tất cả các nội tiết tố này đều bị thiếu hụt rất nhiều. Do đó, cô ấy sẽ dễ mất ngủ vào ban đêm và có chất lượng giấc ngủ kém đi một cách rõ rệt. Dấu hiệu thứ hai, phụ nữ thường xuyên đau ốm, đặc biệt là hay nhiễm các bệnh liên quan đến virus hoặc nhiễm trùng. Khoa học đã chứng minh rằng việc giảm các đặc tính miễn dịch của cơ thể cũng phụ thuộc vào sự hài lòng trong các mối quan hệ thân mật. Đối với phụ nữ, sự thiếu vắng đàn ông hoặc việc quan hệ chăn gối ít và việc họ luôn trong tình trạng thèm muốn mà không được đáp ứng thì sẽ khiến cho cơ thể giảm miễn dịch. Điều này làm cho virus và viêm nhiễm dễ dàng xâm nhập, gây hại sức khỏe phụ nữ nhiều hơn. Có một loại protein sản sinh ra trong quá trình quan hệ chăn gối. Kháng thể này cho phép cơ thể chống lại các cuộc tấn công của virus hàng ngày. Nó có một vai trò thiết yếu trong sự cân bằng của hệ miễn dịch. Kháng thể này có tên gọi là immune globulin. Dấu hiệu thứ tư là viêm chân da mụn trứng cá và mụn đầu đen. Không chỉ là dấu hiệu của một giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời của một thiếu nữ, mà còn là nhân chứng thầm lặng chứng minh sự vắng bóng của người đàn ông trên giường của một người phụ nữ. Nguyên nhân của viêm da mụn trứng cá xuất hiện trên mặt phụ nữ là vì có sự mất cân bằng nội tiết do thiếu quá trình sinh lý quan trọng. Tất nhiên, việc một người phụ nữ bị viêm chân da không hẳn tất cả đều do thiếu thốn đàn ông, nhưng chắc chắn một quy trình sinh lý nào đó của phụ nữ đã gặp vấn đề. Dấu hiệu thứ ba, người phụ nữ trông thiếu sức sống. Endorphin giúp làm dịu các cơn đau, tạo ra cảm giác an lạc dễ chịu, là thuốc giảm đau tự nhiên mà cơ thể sản xuất ra nhằm xoa dịu các chứng căng thẳng, khó chịu thần kinh. Một người phụ nữ mà lâu ngày không được quan hệ sẽ khiến cho cơ thể không thể kích hoạt giải phóng hormone này. Các chất xấu không được thải ra khiến cho hai bộ phận là da và tóc của người phụ nữ trở nên xấu đi. Phụ nữ lúc này trông sẽ già hơn so với tuổi tác, và tình trạng mãn kinh sẽ đến sớm hơn. Ngược lại, một người phụ nữ có đời sống chăn gối đều đặn thì da rẻ trông sẽ hồng hào và căng bóng hơn. Bởi vì trong quá trình phụ nữ được thỏa mãn sẽ tạo ra bốn loại hormone hạnh phúc, đó chính là dopamine, oxytocin, endorphin và serotonin. Dấu hiệu thứ tư, phụ nữ mất tập trung. Làm thế nào để một người phụ nữ có thể tập trung nếu tâm trí cô ấy thường xuyên tràn ngập những hình ảnh, những thèm muốn về mối quan hệ lãng mạn với người đàn ông nào đó trong mộng? Khoa học đã khẳng định rằng, một người phụ nữ không quan hệ chăn gối trong một thời gian dài thường sẽ gặp tình trạng bị phân tâm.
nguyên nhân chủ yếu là do máu ít được cung cấp oxy hơn. Quá trình này sẽ tiếp tục trong não và làm thay đổi trí nhớ, làm ảnh hưởng tới khả năng học tập, lao động. Cơ thể đang trong cơn căng thẳng, cảm xúc thực sự sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung của người phụ nữ. Dấu hiệu thứ 5, phụ nữ thường có tâm trạng cáu kỉnh. Đây đáng lẽ là dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy nhất ở phụ nữ thiếu thốn chuyện chăn gối. Khi khao khát tình dục nhưng mà không được thỏa mãn thì tâm trạng của người phụ nữ thay đổi thất thường. Về mặt khoa học, điều này có thể giải thích là do sự sụt giảm một số hormone như đã nêu ở trên. Những hormone này có thể liên quan đến khoái cảm. Chúng có vai trò chống căng thẳng, nên khi không có kích thích thì một cô gái hay có tâm trạng cáu kỉnh là chuyện rất bình thường. Ngoài ra còn một vài dấu hiệu nhỏ khác trong tâm trạng của người phụ nữ thiếu thốn, đó là họ cảm thấy đau khổ và thất vọng khi mà bị đàn ông từ chối hoặc không thể đáp ứng. Dấu hiệu thứ 6, có những giấc mơ ướt át về đêm. Người bình thường cũng có những giấc mơ ướt át về đêm và đàn ông cũng vậy. Nhưng riêng ở phụ nữ, nếu mà đang khao khát thèm thuồng thì những giấc mơ này diễn ra liên tục. Ví dụ đêm hôm trước họ mơ gần gũi với một người đàn ông và đêm hôm sau giấc mơ như thế lại tái diễn. Nên nhớ rằng trong giấc mơ ướt át đó, phụ nữ không nhất thiết là mơ đến người yêu hay là chồng của mình mà có thể là một nhân vật khác. Tức là họ có thể mơ họ đến một cảnh ngoại tình của họ trong đêm với một đối tượng tình dục nào khác mà không phải là chồng mình. Dấu hiệu thứ 7, phụ nữ thiếu thốn chuyện ấy thường xuyên bị đau cơ, vóc dáng xuống dốc. Người ta khẳng định tình dục là thể thao, chúng ta đều nhận thấy rằng ở trong quan hệ chăn gối, cơ thể sẽ đổ ra rất nhiều mồ hôi, nó tương đương như hoạt động chạy bộ. 25 phút quan hệ chăn gối có thể đốt cháy tới 101 calo đối với phụ nữ. Như vậy, tình dục thực sự là một hoạt động thể chất, do đó nó tác động lên các cơ giúp chúng ta được cung cấp oxy. Do đó, nếu phụ nữ hay cả đàn ông thiếu hoạt động này thì đương nhiên sẽ tước đi sự kích thích của cơ bắp và nó sẽ gây ra hậu quả đối với sức khỏe của bạn. Vì vậy mà một người phụ nữ thiếu thốn đàn ông thường sẽ có xu hướng dễ bị đau cơ hơn và vóc dáng cũng sẽ không cân đối so với những người khác có hoạt động tình dục ở cường độ cao và đều đặn. Quý vị thân mến, ham muốn tình dục cũng giống như thèm ăn và nó là một bản năng mà con người vốn có. Hoạt động này của đàn ông và phụ nữ trong một mối quan hệ tình cảm không hề xấu như nhiều người vẫn nghĩ. Nó có tác động trực tiếp đến thể chất và tinh thần của con người. Đàn ông có khao khát riêng và phụ nữ cũng có những khao khát riêng. Chúng ta không nên lấy những căn cứ này để đo lường ham muốn giữa đàn ông và phụ nữ, quý vị nhé! Lý do tại sao phụ nữ ngoại tình khó dứt? Việc phụ nữ ngoại tình có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên có một số nguyên nhân chính sẽ được Hãy Sống Khác liệt kê ngay sau đây. Thứ nhất, không được tôn trọng. Nhiều người thừa nhận rằng họ đã từng ngoại tình vì chồng luôn phủ nhận những đóng góp và sự hy sinh của vợ. Tính sinh học của phụ nữ khiến họ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn so với đàn ông. Với vai trò làm mẹ và trách nhiệm đối với gia đình và con cái, phụ nữ thường phải từ bỏ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn có khả năng để phát triển và tìm kiếm những cơ hội trong công việc. Nhưng khi kết hôn, tham vọng và ước mơ của họ thường phải đứng sau để tập trung vào gia đình. Phụ nữ có thể hy sinh và thay đổi để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu người chồng không thấu hiểu và liên tục phủ nhận những hy sinh của vợ, cuộc sống hôn nhân sẽ khó mà kéo dài trong cuộc sống hiện đại. Vẫn còn nhiều nam giới giữ quan niệm rằng đàn ông là trụ cột của gia đình và có quyền hơn phụ nữ. Phụ nữ phải hoàn thành trách nhiệm với gia đình, sinh con và nuôi dạy con cái. Đây là quan điểm phổ biến, nhưng đối với phụ nữ, sống với một người chồng thiếu thấu hiểu và đối xử thiển cận thì sẽ rất mệt mỏi. Khi hôn nhân trở nên khó khăn, phụ nữ có thể sa ngã vào vòng tay của nhân tình. Cảm giác yêu đương mới khiến họ cảm thấy được quan tâm và nuôi dưỡng. Đối lập với cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi và căng thẳng, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thấu hiểu và sự gia trưởng của đàn ông là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng tỷ lệ ngoại tình ở phụ nữ. Thứ hai, một người mới xuất sắc hơn chồng. Trong hôn nhân, một số đức tính xấu của chồng có thể được tiết lộ sau khi bước vào cuộc sống cùng nhau. Đối với phụ nữ, sau khi kết hôn, họ sẽ dần nhận ra ông chồng của mình ích kỷ, nhỏ nhen, bồng bột, hà tiện, vô tâm
hoặc lăng nhăng hơn khi đang yêu. Phụ nữ thường trưởng thành và chín chắn hơn sau khi kết hôn, trong khi đó nhiều nam giới mới bộc lộ những tính xấu của mình. Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai phải cùng nhau nỗ lực và quan tâm đến nhau. Nếu người chồng không thay đổi, việc phụ nữ có thể trở nên dễ bị cám dỗ và đưa ra quyết định sai lầm. Một số đàn ông họ không nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn, không thấy những đức tính tốt đẹp của một người vợ, người mẹ, mà chỉ quan tâm đến đường cong cơ thể và những lời nói ngọt ngào. Tuy nhiên, phụ nữ thường mong muốn một người đàn ông hoàn hảo trong mắt họ. Hoàn hảo ở đây không chỉ là vẻ bên ngoài mà còn là tính cách, sự ấm áp, nuông chiều và tôn trọng người mới đem đến cho họ. Thứ ba, họ có tình cảm thực sự với người mới. Phụ nữ không bao giờ lao vào một mối quan hệ vụng trộm chỉ vì nhu cầu sinh lý hay vì vẻ bề ngoài của đối tác. Thay vào đó, họ thường phải có tình cảm thật sự với người thứ ba. Trước khi quyết định bỏ qua mọi rào cản, bao gồm cả mất đi danh dự, công việc, địa vị và đối mặt với những hậu quả tiêu cực. Trong quyết định của phụ nữ, tình cảm luôn chiếm ưu thế hơn lý trí. Mặc dù họ có thể biết rõ rằng sự lựa chọn đó sẽ gây ra nhiều đau khổ, nhưng vì tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân và sống hết mình. Một khi phụ nữ đã yêu thích người thứ ba thì rất khó để chấm dứt mối quan hệ vụng trộm. Nỗi đau và nuối tiếc khi phải chia tay với người mình yêu là không thể tránh khỏi. Đối với phụ nữ, việc bị bỏ rơi bởi người chồng vô tâm, không thấu hiểu là điều khủng khiếp nhất. Và được ở bên cạnh người đàn ông đem lại sự chăm sóc tình yêu và sự cảm thông là một cám dỗ khó có thể cưỡng lại. Họ khao khát sự ân ái và sự yêu thương của người kia và có cảm giác như bị níu chân trong mối quan hệ sai trái. Khi cám dỗ trở nên quá mạnh mẽ, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, bao gồm cả ly hôn và từ bỏ tất cả những gì mà mình có, để tìm kiếm một cuộc sống mơ ước bên người tình. Thứ tư, không còn tình cảm. Một số người đàn ông có thể tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý hoặc để khám phá những trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, hậu quả của hành động này khi bị phanh phui có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, tỷ lệ nữ giới ngoại tình thường thấp hơn đàn ông. Mặt khác, phụ nữ thường chỉ bắt đầu mối quan hệ vụng trộm thì họ đã không còn tình cảm với chồng. Nếu cuộc hôn nhân trở nên nguội lạnh, phụ nữ có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi một người khác, mang lại cho mình cảm giác rung động và yêu thương. Phụ nữ thường yêu bằng trái tim, trong khi đàn ông thường yêu bằng lý trí. Điều này có thể giải thích tại sao đàn ông dễ dàng chấm dứt với người tình để quay trở về với vợ, trong khi phụ nữ lại sẵn sàng bỏ chồng để tìm kiếm tình yêu thật sự và sự che chở. Tình cảm giữa hai người trong hôn nhân rất quan trọng và cần được nuôi dưỡng, bởi chỉ khi tình yêu đủ mãnh liệt thì hôn nhân mới có thể vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Lý do tại sao khiến phụ nữ ngoại tình có rất nhiều. 1. Kết nối cảm xúc. Phụ nữ thường có khả năng kết nối cảm xúc tốt hơn so với nam giới. Việc ngoại tình có thể cho họ cảm giác được quan tâm, yêu thương và chăm sóc bởi một người khác. Kết nối cảm xúc này có thể làm cho phụ nữ khó khăn hơn trong việc chấm dứt mối quan hệ ngoại tình. Sự thiếu tự tin, một số phụ nữ có thể cảm thấy bị tự tin về bản thân, cảm thấy không được quan tâm và yêu thương đúng mức từ người đàn ông của họ. Khi họ tìm thấy người đàn ông khác đem lại cho họ cảm giác được quan tâm và yêu thương, họ có thể trở nên phụ thuộc vào mối quan hệ ngoại tình này và rất khó khăn trong việc chấm dứt. 2. Sự thỏa mãn tình dục. Ngoại tình có thể đem lại cho phụ nữ cảm giác thỏa mãn tình dục mà họ không nhận được từ người đàn ông của mình. Sự thỏa mãn này có thể tạo ra một sự phụ thuộc tình dục và khi mối quan hệ ngoại tình kết thúc, phụ nữ có thể có khó khăn trong việc chấm dứt. 3. Sự hứa hẹn của người tình. Người tình trong mối quan hệ ngoại tình có thể hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp và mong muốn kết hôn cùng nhau. Những lời hứa hẹn này có thể khiến phụ nữ muốn tiếp tục mối quan hệ ngoại tình và khó khăn trong việc chấm dứt. Tuy nhiên, việc phụ nữ ngoại tình có khó dứt hay không cũng phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mức độ phụ thuộc của họ vào mối quan hệ ngoại tình. Việc chấm dứt mối quan hệ đó có thể đòi hỏi sự quyết đoán, quyết tâm và có thể cần sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý. Kết cục của người phụ nữ ngoại tình.
Việc ngoại tình của phụ nữ có thể dẫn đến nhiều kết cục khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đã cho thấy rằng, hành động này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Một trong những kết cục thường xảy ra của phụ nữ ngoại tình là đổ vỡ hôn nhân. Việc phản bội, lừa dối chồng và gia đình sẽ gây ra sự tổn thương và mất tín nhiệm trong mối quan hệ, dẫn đến sự chia ly, ly hôn và những khó khăn trong việc tái lập lại mối quan hệ. Bên cạnh đó, phụ nữ ngoại tình cũng đối diện với rủi ro và sự lừa dối từ người tình. Họ có thể bị lợi dụng, bị tổn thương và mất đi lòng tin vào tình yêu. Ngoài ra, nếu việc ngoại tình bị phát hiện, phụ nữ có thể bị xã hội phản đối, bị ruồng bỏ và mất đi uy tín trong xã hội. Tóm lại, phụ nữ ngoại tình có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho bản thân và những người xung quanh. Thay vì quan tâm đến nhu cầu cá nhân, chúng ta nên tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ gia đình, đồng thời xem xét đến hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra trước khi quyết định ngoại tình.